Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là Phước Điện thoại cũ nữa đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng Level thêm một số máy cũ giá rẻ dành cho tất cả anh em nha. Hàng hôm nay giá dao động chỉ từ 270.000 cho tới máy cao nhất hiện tại bên shop đang có là 1.590.000 thôi nha mọi người. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì mình ghé qua cửa hàng Phước xem máy. Và anh em ở xa, cọc trước giúp Phước 50k Phước sẽ giao máy cho mọi người nha. Và thì hình thức đặt cọc bên shop là anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho anh em xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì Phước sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác dành cho tất cả anh em của mình nha. Và mọi người ơi, Phước đã bán máy cũ với giá rẻ rồi nên là Phước không tặng kèm phụ kiện và không bao phí ship cho anh em mình được nha. Phí ship cho mỗi đơn hàng đâu đó từ khoảng 35 cho đến 40 ngàn cho một đơn hàng nha mọi người. Và vì là máy cũ rồi nên là hầu hết máy của Phước ở đây á mọi người, nó đã được qua sửa chữa hoặc đã thay thế linh kiện hết rồi nha. Thì con nào mà nguyên zin á thì Phước sẽ báo từ đầu video luôn. Còn con nào mà đã qua sửa chữa hoặc đã thay thế linh kiện rồi thì Phước sẽ chỉ mô tả sơ về tình trạng của máy thôi nha anh em. Dạ rồi, không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, Phước sẽ vào trực tiếp máy ngay hôm nay luôn. Thì đầu tiên mã số 0 trên tay Phước sẽ là con Samsung Tab E nha anh em. Samsung Tab E hiện tại con này đang là Android 4.4. Android 4.4 thì mình không xài được Zalo, mình chỉ coi YouTube trên web, xài được Facebook, Messenger và TikTok ok mọi người nha. Đây, con này thì bản 10 inch nha mọi người. Thì ngoài wifi thì con này có thể bỏ sim 4G vô nghe gọi được luôn nha anh em. Màn hình thì sáng đẹp không ám ố nha. Cam trước cam sau cũng khá là ok luôn. Để mình cho anh em coi thông tin của máy trước nha. Đây, thông tin thiết bị đây là Samsung Tab E nha, mã của nó là SMT561i, phiên bản Android của nó là 4.4 nha anh em. Màn hình rất là sáng đẹp luôn nha, máy nguyên zin. Đây là chỗ nơi bỏ khay sim nha anh em, bỏ sim vô nha. Thì con này anh em mình mà muốn nó xài được đời cao thì cái này mình đem ra tiệm chạy, mình chạy lên được Android 7 chấm luôn nha. Còn lại hiện tại nó Android 4 chấm, để bạn xem phim nghe gọi cũng ok anh em ơi. Cam trước cam sau rất là tốt nha. Đây anh em xem cam nha. Đây là cam trước nè. Và đây là cam sau nha. Đó, cam trước cam sau rất là ok anh em ơi. Rồi ngày hôm nay sale cho anh em con này luôn, chỉ có 390.000 thôi anh em ơi. Ha, Samsung Tab E bản 10, con này chỉ có 10 inch luôn nha anh em. Giá chỉ có 390.000, xài sim sóng wifi ok luôn. Mã số 0 nha, 390k. Rồi, tiếp theo là mã số 1. Giá của nó là 270.000 nha anh em. Đây là Samsung Z5 RIM, RAM 2, bộ nhớ 16GB, máy nguyên zin, sim sóng nghe gọi, Facebook, TikTok, Zalo là thoải mái luôn nha. Mọi chức năng là đều ok hết, tình trạng của nó chỉ duy nhất là nứt kính, còn lại mọi chức năng đều ok. Đây là Samsung Z5 RIM nha anh em. RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android của nó cũng khá là cao nha. Android của nó là tới 8 chấm. Thì con này mọi người thích hợp được tất cả các ứng dụng Facebook, TikTok, Zalo, YouTube và ngân hàng đều thoải mái nha. Ngoài ra cam của nó cũng khá là ok anh em nha, cam cực kỳ nét nha. Đây là cam sau. Và đây là cam trước nè anh em. Đó. Cam trước cam sau rất là nét và đẹp anh em ơi. Vỏ vì ngoại hình của con rất là ok, giá 270.000 cho anh em chữa cháy, xem phim, nghe nhạc rồi Zalo, Facebook, TikTok thoải mái luôn nha anh em. RAM 2, bộ nhớ 16GB, Samsung Z5 RIM nha. Mã số 1. Thì con này mọi người ép kính lên xài vẫn được nha, còn không thì mình về xài chữa cháy là ok nha. 270k. Tiếp theo là mã số 2 nha anh em. Mã số 2 thì đây Phước có con iPhone 6G. Con này giá của nó là 390.000. Tình trạng của nó là chỉ bị mực màn ở đây thôi anh em. Còn lại là mọi chức năng sẽ ok. Mất vân tay, ai lau sạch được reset thoải mái. Máy nguyên zin nha anh em ơi. Máy tình trạng là nguyên zin hết nha. Đây, ai lau sạch nè, được reset thoải mái. Cả chung của nó là này là máy quốc tế nha anh em. Đây là máy quốc tế bản 16GB, sim sóng nghe gọi, Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái. Mình bỏ sim vô là nghe gọi bình thường nha. Đây, cam trước cam sau rất là nét anh em. Đây là cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Đó, cam trước cam sau khá là ok anh em nha. Cầm rất là ok, rất là nhỏ gọn, ngoại hình cũng khá là đẹp, chỉ bị mực màn thôi. Còn lại là mọi chức năng sẽ ok. Giá cho con này cũng chỉ có 390.000 thôi anh em ơi. 390.000, con này nó có dán cường lực sẵn nha anh em. Đây là cường lực nha, không phải là máy bị hở màn nha anh em. 390k, mã số 2 nha. Tiếp theo là mã số 3, thì ở đây Phước có là cái con VSmart Joy 3. Con này RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin 5000, hỗ trợ cho anh em sạc nhanh tay si luôn nha. Đó, ngoại hình là nguyên zin theo máy. Nói chung là máy nguyên zin nên là chắc chắn rằng thì ngoại hình của nó phải có trầy xước rồi anh em. Ha, nó không thể tránh khỏi vấn đề này được. Đó, nó có trầy xước khá là nhiều nha. Tình trạng con này là anh em để dùm Phước nha. Đây là mực màng, nứt kính. Đây, anh em để mực màng và nứt kính nè. Và ngoài ra nó bị ố viền xung quanh anh em thấy không?
Đó, ổ viền xung quanh này anh em thấy không? Đó, đây là Vismax Joy 3 anh em nha, Android 9 chấm luôn, RAM 2 bộ nhớ 32GB, hỗ trợ sạc nhanh Type C, pin 5000. Con này thì mà Facebook, TikTok, Zalo, YouTube hay gì là cũng đều ok, anh em chạy Grab xe ôm công nghệ cũng khá là ổn nha. Đó, giá cho anh em con này cũng chỉ có 450.000 thôi anh em ơi. 450k Vismax Joy 3 nha, mã số 3. Rồi, tiếp theo là mã số 4 nha anh em. Mã số 4 thì ngày hôm nay Phúc về cho anh em một cây Samsung J7 Rim. Mã số 4 là Samsung J7 Rim nha anh em. Thì con này ở tình trạng của nó nha anh em, tình trạng của nó là cái phím về này nè, nó bị liệt rồi, mình không bấm trở về được nè anh em thấy không? Nhưng mà phím này mình bấm ok ha. Đây là mình bấm phím chạm, hai phím này vẫn ổn nè. Đó, thì với tình trạng này anh em thì mình chỉ cần sử dụng là mình lên CS Play mình tải phím điều hướng ảo về là xài vẫn ok. Ha, mình tải phím điều hướng ảo về xài ok, hoặc là anh em cần thì mình có thể tải dùm anh em luôn ha. Con này thì RAM 3 bộ nhớ 32GB, bán cho anh em chữa cháy với tình trạng là bị liệt hai phím điều hướng, giá của nó cũng chỉ có là 490.000 thôi anh em. 490k nha, Samsung J7 Rim, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Giá của nó là 490.000 anh em, cam trước nè. Đây là cam sau nha. Đó, cam trước cam sau nè. Khá là ok luôn nha anh em, vỏ viền ngoại hình zin đẹp nha. Đây, vỏ rất là đẹp luôn nha, đẹp như mới luôn anh em. Hai sim đàng hoàng nha, mã số 4, giá của nó là 490.000 thôi anh em ơi. 490k. Tiếp theo là mã số 5. Ở đây mình có con Realme nha anh em, vỏ đẹp như mới luôn anh em. Vỏ rất là đẹp, máy nguyên zin luôn nha. Realme C1 RAM 2 bộ nhớ 16GB. Giá của nó là 550.000 anh em. Realme C1 RAM 2 bộ nhớ 16GB. Giá của nó là 550k nha anh em. Đây, cam trước nè anh em. Và đây là cam sau nha. Đó, Realme C1 cam rất là đẹp, pin thì cực kỳ trâu bò luôn nha. Màn hình giọt nước đàng hoàng. Đây, thông tin về máy đây anh em. Realme C1 ha. Rồi thì con này anh em để ý kỹ giùm Phước nè, nó có một đường sọc màn anh em thấy không? Con này giá của nó là 490 nha anh em. Xin lỗi mình báo luôn nhầm giá, con này là giá của nó là 490.000. Nó có một đường sọc màn như thế này nha. Đó, anh em để ý kỹ giùm Phước nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Đó, nó không ảnh hưởng gì đâu anh em. Máy rất là đẹp luôn nè, xài thoải mái, bao cho anh em màn hình xài thoải mái không bị gì hết nha. Giá cho con này cũng chỉ có 490.000 thôi nè, mã số 5. Rồi, tiếp theo là mã số 6 và mã số 7. Mã số 6 và mã số 7 ở đây giá của nó là 550.000 luôn anh em. Thì hai con này á là do cái vỏ Realme của nó cũ quá nên Phước độ lên vỏ Oppo A3s nha. Nhưng thực chất hai con này là hai con Realme C1. Giá của nó đồng giá là 550.000 một cây, mã số 6 và mã số 7 nha. Là Realme C1 độ vỏ Oppo A3s nha anh em, nhớ kỹ Phước nha. Đây, vỏ là vỏ Oppo nhưng mà cấu hình bên trong là của Realme C1 nè anh em. Đây, RAM 2 bộ nhớ 16GB nha anh em, sim sống nghe gọi Facebook, TikTok là thoải mái, pin là bao trâu bò cho anh em luôn nha. Cam nè, đây là cam trước nha, đây là cam sau nè. Đó, cam trước cam sau rất là tuyệt vời luôn nha anh em. Mã số 6 nè, 550.000, và mã số 7 cũng 550.000 luôn nha anh em. Oppo, xin lỗi anh em, Realme C1 đồ vỏ Oppo A3s nha. Vỏ viền ngoại hình rất là đẹp luôn nha. Realme C1 nha anh em, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Màn hình sáng đẹp không ám hố, cam trước cam sau thì bao đẹp luôn anh em. Nè, cam sau nè. Vậy là cam trước nha. Đó, cam trước cam sau rất là ok luôn nha anh em. Giá chỉ có 550.000 một cây thôi nha anh em. Hai cây đồng giá là 550.000 nha. Realme C1 lên vỏ Oppo A3s nha anh em. Tiếp theo là mã số 8. Ở đây Phúc có con Samsung J6 Lut, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Màu xanh dương rất là đẹp nha anh em. Màu vỏ vì ngoại hình còn rất là đẹp, máy nguyên zin hết nha. RAM 3 bộ nhớ 32GB, sim sống nghe gọi Facebook, TikTok là thoải mái. Cam trước cam sau là siêu nét luôn anh em, nhìn nè. Đó, cam sau nè. Vậy là cam trước nha. Đó, cam trước cam sau là siêu nét luôn nha anh em. Giá chỉ có 650.000 thôi anh em ơi, 650k nha. Màn hình thì rất là sáng đẹp, không ám không mố luôn anh em ơi. Đây, phần cài đặt thông tin máy đây. J6 Lut nha anh em. Màn hình thì sáng đẹp không ám mố gì hết.
vỏ vì ngoại hình nhìn nguyên luôn nha. Mã số 8 nha anh em, Samsung J6 Lute, giá cho con này cũng chỉ có 650.000 thôi, 650k nha. Tiếp theo là mã số 9, thì ở đây con này mình vừa thu lại của khách nha anh em. Mã số 9 đây là một dân chơi xe nha anh em, thuộc ô liền ha, rất là đam mê về xe luôn. Đây là dân chơi đây đó, mình vừa thu lại của khách nha, con này để cho anh em giá rẻ luôn, chỉ có 690.000 thôi, nó bị miếng phản quang ở đây nha. Đây là Samsung A10s nha anh em, Samsung A10s ha, cam trước cam sau cũng rất là đẹp anh em, nó cam nè, cam trước nè, và đây là cam sau nha. Dừng chơi xe mà xài máy rất là kỹ luôn nha anh em, dán tem để can rất là kỹ luôn nè, vỏ vì ngoại hình cũng còn rất là đẹp nha. Samsung A10s 12 bộ nhớ 32GB, pin 4000, máy nguyên zin, mã số 9, giá cho con này cũng chỉ có 690.000 thôi nha anh em, 690k. Tiếp theo là mã số 10 nha anh em, ở đây Phước có là con Oppo A3s ha. Mã số 10 Phước có con Oppo A3s. Con này thì ngày hôm nay con này là có cái phiên bản khá đặc biệt anh em. Con này RAM 3 bộ nhớ 32GB nha, vỏ viền đẹp như mới luôn nè anh em. Oppo A3s nha, RAM 3 bộ nhớ 32GB, vỏ viền đẹp như mới luôn. A3s nè anh em, RAM 3 bộ nhớ 32GB nha. Màn hình thì sáng đẹp không ám mố, cam nè anh em, cam trước nè, và đây là cam sau nha. Đó, cam trước cam sau rất là tuyệt vời luôn nha. Giá chỉ 690.000 thôi anh em ơi, 690.000, mã số 10 Oppo A3s nha, RAM 3 bộ nhớ 32GB, 690k. Tiếp theo là mã 11 và mã 12 nha anh em. Mã 11 và mã 12 là ở đây Phước có hai cây VX Max Joy 3 nha anh em. Hai cây này thì máy nguyên zin ha, hai cái này thì máy nguyên zin, sim sóng nghe gọi Zalo Facebook TikTok là thoải mái, hỗ trợ sạc nhanh Tây Si, pin 5000, RAM 2 bộ nhớ 32GB, và đặc biệt dòng Vismax cam cực kỳ đẹp luôn anh em, màn hình AMOLED sáng cực kỳ luôn, sáng và rất là đẹp luôn nè anh em. Đó, thấy màn hình rất là sáng đẹp nha anh em, xem cam nè, cam trước nha, đây là cam sau nè anh em thấy không. Đó, cam trước cam sau lấy nét rất là tốt luôn nha, giá rẻ mà cam rất là tốt luôn anh em, giá chỉ có 750.000 một cây thôi, mã số 11 nè. Tiếp theo là mã số 12 nha anh em, giá 750.000 một cây, RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh Tây Si, sim sóng nghe gọi Facebook TikTok là thoải mái luôn anh em, cam nè cực kỳ nét luôn. Cam trước cam sau rất nét nha anh em. Rồi giá cho hai con này mỗi con chỉ có 750.000 thôi nha anh em, mã 11 và mã 12 nha, Vismax Joy 3 nha anh em ơi. Tiếp theo nữa là mã 13. Nãy 11 12 giờ là mã 13 nha anh em. Mã 13 thì ở đây Phước có là cái cây Huawei Nova 3i anh em ơi. Huawei Nova 3i, RAM 4 bộ nhớ 128GB, tình trạng của nó là nước kính anh em, nước hai đường kính nha. Giá của nó là 750.000 thôi anh em ơi, Huawei Nova 3i nha, 750.000. Đây, nước kính nè anh em, cấu hình máy đây, bay nè, RAM 4 bộ nhớ 128GB. Hả, con này là phiên bản Android 9 chấm luôn nha anh em. Lúc web xem phim Facebook, TikTok, Zalo là thoải mái, chơi game cũng khá là mượt mà luôn anh em ơi. Cam nè, cam cực kỳ nét anh em ha, cam sau, đây là cam trước nè anh em. Đó, cam trước cam sau rất là nét và đẹp nha. Huawei Nova 3i, vỏ viền ngoại hình đẹp như mới luôn, mã số 13. Giá của nó là 750.000 nha anh em, 750k thôi. Tiếp theo là mã 14, ở đây mình có con Vivo Y01, RAM 2 bộ nhớ 32GB, pin 5000, máy nguyên zin, giá của nó là 850.000 nha anh em. Vivo Y01 850k. Đây, RAM 2 bộ nhớ 32GB, phiên bản Android là 12 chấm, chip xử lý là 2.3 anh em nha. Thông tin phần mềm con này hỗ trợ cho mình cái Android của nó là, để Phước xem nè, phiên bản Android của nó đây, phiên bản Android của nó là 12 chấm anh em, phiên bản Android 12 nha, phiên bản Android là 12 chấm nè. Đó, màn hình thì sáng đẹp không ám mố, cam trước cam sau thì siêu nét luôn nè. Này, đó, cam trước nè, đây là cam sau, đó, cam lấy nét rất là đẹp, rất là tốt luôn nha anh em.
Giá cho con này cũng chỉ có 850.000 thôi anh em ơi, Vivo Y01 nha, mã số 14, máy nguyên zin, pin 5000 ha. Vỏ bề ngoài rất là đẹp luôn anh em. Tiếp theo là mã 15 anh em ơi, tiếp theo là mã 15 nha. Mã 15 ở đây Phước có là con Mi 8 Lite. Mã 15 Phước có là Mi 8 Lite nha anh em, vỏ viền kim loại nên là cái phần mấy phần gốc này anh em nó bị trầy xước nha. Đó. Vỏ viền kim loại nên là mấy phần gốc nó bị trầy xước. Con này là RAM 4 bộ nhớ 64GB anh em. RAM 4 bộ nhớ 64GB Mi 8 Lite, giá của nó là 950.000. Màn hình thì sáng đẹp không mã mố ha anh em ha. À, em nghe lò nè. Lò rất là lớn luôn, cam thì cực kỳ đẹp nha anh em. Cam 18 Lite rất là đẹp nha, đây là cam sau nè. Và đây là cam trước nha anh em. Cam trước sau của 18 Lite cực kỳ đẹp luôn. Và nó được hỗ trợ cho mình có sạc nhanh tay si nữa nha anh em. Pin của nó rất là trâu ha. Con này cấu hình cực kỳ tốt luôn nên là anh em chơi game, xem phim, lướt web hoặc là chạy app xem công nghệ đều rất là mượt nha. Mã số 15 Mi 8 Lite, giá cho con này cũng chỉ có 950.000 thôi anh em, 950k nha, mã 15. Tiếp theo là mã 16, ở đây mình có con Y02 nha anh em, nãy là Y01, Vivo Y01, đây là Vivo Y02. Con này ngày hôm nay sale cho anh em giá chỉ có 890.000 thôi nha. Sale cho anh em giá chỉ 890.000 thôi. Vivo Y02 nha anh em, cam trước cam sau là siêu đẹp. Em xem cam nè. Đây. Cam trước nè anh em. Đó, cam rất là nét nha. Và đây là cam sau. Con này xài Facebook, TikTok, Zalo, YouTube thì pin của nó xài cả ngày luôn anh em ạ. Pin rất là tốt luôn ha, pin 5000 cực kỳ trâu bò. Máy là máy nguyên zin nên là mấy cái viền của nó là hơi xước nhẹ rồi nha anh em. Vivo Y01 mã số 16 nha anh em ơi, giá của nó là 890.000 thôi nha. 890k mã số 16. Tiếp theo là mã số 17, ở đây Phước có cho anh em là cái con Realme 5i, máy vỏ viền gần đẹp gần như mới luôn nha anh em. Realme 5i RAM 3 bộ nhớ 32GB, máy nguyên zin, pin là 5000, RAM 3 bộ nhớ 32, con này để cho anh em giá chỉ có 980.000 thôi anh em. 5i nè, RAM 3 bộ nhớ 32GB, chip Snapdragon của nó là 665 ha, con này chơi game, lúc web, xem phim, YouTube là bao mượt của anh em ơi. Xem cam nè anh em. Cam của Realme này cực kỳ tuyệt vời luôn nha, cam sau. Vậy là cam trước nha anh em. Cam trước cam sau của dòng Realme là rất là ok luôn anh em. Vỏ viền ngoại hình zin full luôn nha, mà còn rất là mới và đẹp luôn. Mã số 17 nha anh em, Realme 5i, giá cho con này cũng chỉ có 980.000 thôi anh em. 980k nha. Tiếp theo là mã số 18, giá của nó là 1.190.000 nha anh em. Đây là con Samsung A03s. Máy zin nguyên ha, con này vừa thu lại của khách nha anh em, thu lại của khách nên là còn cường lực luôn nè. A03s nha anh em, thu lại của khách này là nó còn cường lực luôn nè, khách dán cường lực nha anh em. Con này RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin của nó là cả ngày luôn nha anh em, pin xài cả ngày là không hết luôn pin luôn nha. Cái phần này là phần cường lực nha anh em, trắng trắng đây nè. Là phần keo cường lực á, chứ không phải là do cái keo màng gì đâu nha. Này, cam này anh em. Cam nét căng luôn nha, cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Đó. Cam trước cam sau là cực kỳ ok, màn hình thì sáng đẹp không ám ố luôn anh em ơi. A03s nha, RAM 3 bộ nhớ 32GB. Đây. Thông tin điện thoại đây anh em. A03s nè. RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 5000 nha anh em. Mã số 18, giá của nó là 1.190.000. Tiếp đây là 1.390.000 nha anh em, 1.390.000. Ở đây mình có con Samsung A31 RAM 6 bộ nhớ 128GB nha anh em. A31 nha, hỗ trợ sạc nhanh tay si, máy nguyên zin, chỉ mất vân thôi anh em. Máy nguyên zin luôn nha, chỉ mất vân tay thôi. Còn lại là màn hình thì sáng đẹp không ám ố gì hết nha anh em. A03 nha. Xin lỗi mọi người, là A31. Đó, A31 nha, màn hình thì sáng đẹp không ám ố. RAM cực kỳ cao luôn nha anh em, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Con này lướt web, xem phim, nghe nhạc, Facebook, TikTok, Zalo, YouTube là bao thoải mái cho anh em luôn nha. Giá chỉ có 1.390.000 thôi anh em ơi, 1.390.000 nha. Anh em xem cam nè. Không còn gì để bàn cãi về cái cam của A31 này luôn nha anh em.
cam rất là tuyệt vời luôn. Mã số 19 nha anh em ơi, Samsung A31, để cho anh em giá chỉ có 1.390.000 thôi nha. 1.390.000 là mã số 19 Samsung A31 nha anh em. Rồi tiếp theo sẽ là 1.390.000 nữa. Ở đây Phước có là cái con Realme 9T, xin lỗi anh em là Redmi 9T nha anh em, vỏ màu cam cực kỳ đẹp luôn. Anh em xem vỏ nè, đẹp không một vết trầy luôn nha. Giá cho con này là 1.390.000 nha anh em. Redmi 9T, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này là pin cho anh em là tới 6.000 nữa nha. Con này pin 6.000, anh em xem màn hình rất sáng, đẹp, không ám, không ngủ nha. Pin 6.000, anh em xem nghe loa, nó nghe loa cực kỳ lớn luôn. Đây. Đó. Lò rất là ok, hỗ trợ cho anh em sạc nhanh tay si, RAM 4, bộ nhớ 64GB, máy zin đẹp cực kỳ luôn nha anh em. Màu cam rất độc lạ nha. Giá cho con này cũng chỉ có 1.390.000, mã số 20 Redmi 9T nha anh em. RAM 4, bộ nhớ 64GB, pin 6.000, hỗ trợ sạc nhanh tay si, máy đẹp gần như mới luôn nha. Tiếp theo là mã số 21, ở đây Phước có là con Vivo Y30 nha anh em. RAM 4, bộ nhớ 128GB, giá của nó là 1.390.000 thôi anh em. 1.390.000, pin 5.000, máy mới luôn nha anh em, máy gần đẹp gần như mới luôn nè. Chỉ có 1.390.000 thôi anh em. Anh em nhìn máy đẹp cực kỳ luôn nha. RAM 4, bộ nhớ 128GB nha. Rồi để ý kỹ phần trong màn ở đây nè, nó có một tí xíu phản quang, anh em thấy không? Con tí thôi nè, để ý kỹ mới thấy nè anh em ha. Cam Vivo Y30 cực kỳ nét anh em ơi. Em xem nè. Đó. Pin 5.000 luôn nha anh em. Cam sau nha. Và đây là cam trước nè anh em. Đó. Cam trước cam sau là siêu nét, siêu đẹp luôn. Vỏ mới 100%, không một vết trầy xước luôn nè anh em. Vỏ rất là đẹp nha, zin đẹp keng luôn. 1.390.000 nha anh em, Vivo Y30 nha, mã số 21. RAM 4, bộ nhớ 128GB, pin 5.000, hỗ trợ sạc nhanh tay si luôn. Tiếp theo là mã số 22, ở đây mình có con Vivo S1 Pro nha anh em, RAM 8, bộ nhớ 128GB. Máy đẹp như mới luôn anh em nè. Không có vết trầy xước nào luôn nha anh em. S1 Pro 1.490.000 thôi anh em ơi, 1.490.000 thôi anh em ơi ha. Anh em xem cam của máy nha, để mình tắt cái để mình xíu. Giảm độ sáng xuống, anh em nhìn rất là thì sẽ rõ hơn nha. Để anh em xem cam nè. Cam của Vivo S1 Pro nè anh em, còn gì để chê không? Cam nét cận rất là tốt luôn. Anh em xem nè, nó lấy nét ghê mà nè. Càng để gần càng nét nha, không bị nhòe hình nha anh em. Vivo S1 Pro nha, con này là ông hoàng chiến game luôn. À, bao anh em cân game luôn nha anh em. Game nào xì cũng ngon hết nha. RAM 8, bộ nhớ 128GB nha anh em. Màn hình sáng đẹp không ám ố. Vỏ mới 100% luôn nha anh em. Đẹp không một vết trầy xước luôn. Mã 22 Vivo S1 Pro, giá cho con này đơn giản cũng chỉ có 1.490.000 thôi anh em. Giá rất là rẻ luôn nha, 1.490.000. Rồi, cuối cùng ngày hôm nay trên tay Phước sẽ là con Oppo A54 nha anh em. Oppo A54, máy nguyên zin nha anh em ơi. Vỏ viền ngoại hình zin full nha, còn có một vài vết trầy xước lông mèo thôi, còn lại zin đẹp nha anh em. Oppo A54 nha anh em. RAM 4, bộ nhớ 128GB, máy zin đẹp ha. Vỏ viền ngoại hình cũng rất là đẹp luôn. Cam trước cam sau là bao nét anh em, nhìn xem nè. Cam nét cực kỳ tuyệt vời luôn. Đó, cam bắt nét cực kỳ tốt anh em ơi. Hỗ trợ cho mình sạc nhanh tay si ha. Vỏ viền ngoại hình có chung là máy nguyên zin. Vỏ zin theo máy luôn, nó hơi trầy xước một tí ha, nó không đến nỗi nào anh em ơi. Còn lại là ok, Oppo A54 nha anh em. RAM 4, bộ nhớ 128GB. Giá cho này là 1.590.000 thôi anh em ơi. 1.590.000, mã số 23. Rồi thì ngày hôm nay có nhiêu đây máy thôi. Anh em nào ưng ý cái máy nào cứ nhấc máy gọi cho Phước qua số điện thoại là 0912731033. Cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì mình ghé qua cửa hàng Phước xem máy, và anh em ở xa cọc trước giúp Phước 50k, Phước sẽ giao máy cho mọi người nha.
Rồi thì hình thức là cọc bên shop, anh em cọc bằng cạc điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra bao cho anh em xài 7 ngày, trong vòng 7 ngày có vấn đề gì Phước sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả anh em của mình nha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video của Phước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.